Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một linh kiện mà rất hay gặp bởi vì là khi mà sửa những cái mạch mà dùng 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 con IC vi xử lý ấy, thì bao giờ nó phải dùng một cái nguồn 5V. Thì thông thường cái nguồn 5V ấy là cái nguồn mà nó sẽ được ổn áp để nó ổn định cho cái điện áp cấp cho con vi xử lý đấy. Thì nó sẽ có một con, đó là con 7805. 7805. Con này con rất là thông dụng nhá. Thì cái này ấy, là nó sẽ tương đương với là cái họ 78 thì nó sẽ có là 78XX. Cái XX ở đằng sau này nó chính là cái điện áp ổn áp đầu ra. Ví như là 7805 thì nó sẽ là đầu ra là 5V. 7809 thì ổn áp đầu ra là 9V, 7812 thì ổn áp đầu ra là 12V. Đấy thì con này thì nó sẽ có 3 chân. Con này nó sẽ có 3 chân thì hình dạng nó sẽ dạng như này. Đây là cái mặt trên này. Cái này để bắt tản nhiệt này. Đó, nó sẽ có 3 chân, chân 1, chân 2 và chân 3. 1, 2 và 3. Thì chân 1 là trên chân 1 chân là đầu vào input. Chân 2 là chân nối đất. Chân 3 là chân output đầu ra. Đấy. Thì cái đầu vào này các bạn là có thể là sẽ chạy từ 5 cho đến 36V. Đấy, trong cái khoảng đấy, cái điện áp nó ra nó đầu vào ấy, thì nó chạy từ 5V cho đến 36V. Nhưng mà cái đầu ra này lúc nào nó chỉ là 5V thôi. Là 5V thôi. Chính vì vậy là người ta gọi là ổn áp. Đấy, đầu ra lúc nào nó 5V. Thì đây là mình lắp thử nhá. Lắp thử cụ thể trên mạch. Đầu tiên là mình đo thử, mình có một cái nguồn, cái nguồn này là nguồn 12, nhưng mà bây giờ thực tế là nó đang không được 12 mà nó chỉ là 11 bao nhiêu thôi. Mình cứ đo thử nha, thực tế này 11,1V, 11,11V này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cấp cái điện áp này thẳng vào chân 1 này, vào chân 1, chân 2 đây, chân chân 2 nối mát này. Thì đây là dây đen này, thì mình sẽ nối xuống mát này. Đây là chính là cái chân 3 là chân điện áp đầu ra này. Bây giờ mình sẽ đo thử cái đầu ra nhé. Đầu ra này. Các bạn thấy không? 5V này. Đấy. Đầu ra này 5V, 5.017 này. Đấy, mình kê này cho nhìn nó rõ. 5.0 đấy. Nhưng mà con này thì nó thông thường nó cấp dòng ra tối đa nó chỉ được là 1A thôi nhé, nó không không cấp được quá. Nếu mà làm việc tầm 1A thì coi như là các bạn cũng phải dùng 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 qua 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 tản nhiệt, phải bắt tản nhiệt cho nó. Đấy. Thì bây giờ nếu như mình chỉ có cái con 7805 này, nhưng mà mình muốn điều chỉnh cái điện áp đầu ra mà nó vẫn được ổn áp thì bây giờ làm thế nào? Đấy, thì sẽ có một cách là ví dụ như là đây, cái này là cái hay của con này. Con này ấy, thì bản chất ở trong nó có một con diode zener rồi. Diode zener là nó nằm ở trong này này. Ở trong này nó sẽ là nó ghi một cực B của một con chan. Đấy. Nó ra dạng như này. Con này ghi cực B thì trong đây nó sẽ phải có một con trở mồi, nó kích vào con này dẫn dẫn xong cái điện áp ở đây nó vượt quá bao nhiêu thì cái con chan này sẽ à cái con diode này sẽ dập xuống mát để cái điện áp đầu ra nó ổn định. Đấy, thì bây giờ là mình muốn nâng cái điện áp đầu ra này chân 3 này, thì lúc này là mình sẽ có thể dùng một con điện trở mình nối xuống đất, nối xuống mát. Mình không nối trực tiếp xuống mát mà mình sẽ dùng một con điện trở mình nối xuống mát. Thì bây giờ mình thay con điện trở này bằng một con bến trở nhé, để mình điều chỉnh thử xem là nó sẽ là cái điện áp đầu ra nó sẽ như nào. Thì đây là mình đang có một con bến trở 50K này, 50K đây, chỉ số là 50K. Còn mỗi con này các bạn đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm con bến trở vào đây, cắm con bến trở này chặt một chút rồi. Thế xong đấy rồi cái chân 2 này mình không nối mát mà mình sẽ nối qua con bến trở này.
xong đến đầu kia của con biến trở mình sẽ nối xuống mát ở chân giữa của con biến trở. Chân giữa của con biến trở mình nối mát thì bây giờ mình đo luôn cái điện áp đầu ra nhé, kẹp phải đo xem nào. Hiện tại là không nối mát thì nó là đang là 10,82 này. Đây. Đấy. 5,2V chưa? Bắt đầu nhích lên rồi này. Bây giờ mình điều chỉnh con biến trở nhé. Ra 10 này. 10V luôn các bạn này. Đấy. Bây giờ mình bởi vì con biến trở này của mình to quá nên là khi mà mình chỉnh ấy thì cái bước nhảy của nó lớn. Rồi, 9. Đấy, nhảy từ 5 lên 8V này. Mình nhích một tí cái này phải nhích một ít một cái này ta được con trở khoảng 1k hoặc ấy thì đẹp. Đấy, 10V này các bạn này. Giảm nhá. 9V này, 8V này, 7V này. Đấy. 5,4 này. Cái này nếu mà các bạn thay con biến trở này bằng con 1k ấy, thì mình sẽ điều chỉnh được cái mức áp này, cái bước xoay của mình nó sẽ lớn hơn và nó sẽ mịn. Thì hoàn toàn mình có thể là điều chỉnh được cái điện áp đầu ra này và cái điện áp đầu ra này cũng ổn định luôn. Thế thì từ đây thì mình có thể là sử dụng để mình điều khiển cho một cái motor nào đấy nó chạy motor nhỏ thôi chẳng hạn thì vẫn ok nhé. Các bạn có thể là điều khiển cho một cái motor nhỏ ấy, lấy cái đầu ra này mình cấp cho một cái motor bé thôi thì mình có thể là điều chỉnh tốc độ ở trên đây bởi vì là cái này nó chỉnh áp mà. Cái áp đầu ra thay đổi, mình có thể là chỉnh được cái áp đầu ra thay đổi thì đương nhiên là cái giá trị điện áp này thay đổi này. Thì tốc độ quay của cái động cơ nhỏ nó cũng sẽ thay đổi. Đây mình lại không có cái động cơ nhỏ nhỏ nào nhỉ. Có cái nào mà khoảng 5V thì đẹp. Đây về mình lấy thử một cái nhé. Đây, mình đang điều chỉnh thử cái động cơ này nhé. Đấy, bây giờ mình đây là cái độ mà chạy nhỏ nhất này, bây giờ tăng lên này, đấy, các bạn thấy không? Đấy, quay mạnh này, đấy, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh tốc độ động cơ nhé, nhẹ này, đấy. Bây giờ các bạn vặn lên này, nhích lên này, con trở này nếu mà khoảng 1k thì nó càng mịn nhé, đấy, mình vặn lên cái là nó chạy gần tối đa luôn. Là mình dùng con 7805 này mình cũng có thể điều chỉnh được tốc độ động cơ nhé chứ không phải là những con khác. Đó. Đó, thì cái đầu ra này nhỏ nhất nó là 5V, mình chỉnh nhỏ nhất là 5V. Thế nếu mà dùng cho con này của mình nó là không biết nó là dòng 5V hay là 12V thì không rõ. Đó. Con này lâu quá mạnh nha, mạnh quá, nhẹ này, tăng dần lên này, đấy. Mạnh lên này, mạnh nữa này, vậy là các bạn có thể ứng dụng con 7805 này để mà điều chỉnh tốc độ động cơ. Đây, cái động cơ này mình hàn thêm hai chân dây vào thôi. Và đấu nối thì nó sẽ là lấy luôn cái đầu ra của cái thằng 7805 này. Đây, 7805 thì nó là như này đúng không? 1 2 3 1 là chân điện áp vào này, dương 12V này. Chân 2 là nối qua một con biến trở này. Xuống đất này. Chân 3 là chân da này. 7805 nhé. Đấy, chân 3 là chân da, chân da thì bạn qua một cái motor nối cái chân motor này xuống mát. Đấy thì cái điện áp đầu ra này nó thay đổi thì cái motor này nó sẽ quay mạnh và quay nhẹ bằng cách bạn điều chỉnh cái biến trở này. Khi mà điều chỉnh cái biến trở này thì cái điện áp đầu ra này nó tăng lên hoặc là giảm đi. Ví như là cái đầu ra của 7805 này nếu mà cái biến trở này bằng 0, tức là cái này là nối với mát thì cái đầu ra nó sẽ bằng 5V. Thế sau đấy mình tăng cái điện trở này lên thì cái giá trị 5V này nó sẽ tăng lên đến gần ngưỡng là 12V. Thế nhưng nếu như mà các bạn mà để cái này nó là 24V chẳng hạn
thì cái đầu ra này các bạn có thể tăng lên 20 đến 24V luôn, từ 5 đến 24. Còn đây là mình chỉ điều chỉnh là từ 5 đến 12 thôi. Đấy. Rồi, thì đây cũng là một cái cách mà các bạn có thể dùng để điều chỉnh cái motor loại nhỏ nhỏ nhé, loại vừa vừa xinh xinh thôi. Chứ motor to thì sẽ không làm được kiểu này nhé, motor to nó con này không đủ dòng, nó chạy lúc nó nóng là nó chết. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Con 7805 này các bạn lưu ý là dùng rất nhiều nhé. Tất cả gần như là tất cả những cái dòng mà có vi xử lý đều dùng con 7805 này. Thế hoặc là nếu mà không dùng con 7805 này thì cái nguồn đầu ra là nó sẽ phải ra một cái nguồn 5V để mà nuôi cho con vi xử lý. Con vi xử lý nó chỉ làm việc với nguồn 5V thôi, thông thường là 5V nếu mà những cái mà dòng dân dụng ấy. Thế còn những cái dòng mà cốt mốt thì mình không nói. Đấy nó là chuẩn của quân sự rồi. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon tối nay.